khi tôi quen và yêu hắn. Hắn là một người rất tốt. Sau này tôi mới biết được hắn là một kẻ sát nhân. Hả? Chị bị chém đúng không? Chỉ là mổ bụng lấy thận thôi. Chú bị sao vậy chú? Bị cướp. Còn anh bị sao? Bị chết mà bị làm phiền. Còn anh bị làm sao hả anh? Ta bị điên. Đứng lại. Sao mày đấm con chỗ đấm hoài hả? Tao thuận tay này. Vậy hả? Ừ, tiếp đi. Ui, anh bị đánh dữ vậy, có sao không anh? Không biết có sao không, chắc có sao á. Mình xuống cứu anh đi anh ơi. Rồi, xuống cứu là thấy sao luôn. Người ta dí, tôi nó chạy. Ông lái sao được ông lái? Tôi nói là tôi mắc ngay. Tôi mắc nữa. Mắc gì? Trời ơi, mắc ơi. Rồi giờ chịu đau chút nha, tôi rút dứt khâu lại ạ. Bộ sướng lắm sao mà rên kỳ vậy? Tôi đau, tôi rên kiểu vậy đó. Trời ơi, rên cũng rên kiểu nữa.